Hiên Toại, Linh Thư thân chào quý vị thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện lời sống hàng ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy ngẫm một bài học nhỏ với tựa đề Bước với Chúa, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh trong sách Tít chương 2 từ câu 11 đến hết câu 14, bản truyền thống Hiệu Đính. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Vì ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho mọi người đã được bày tỏ. Ân điển đó dạy chúng ta từ bỏ sự không tin kính và dục vọng trần gian để sống một cách tiết độ, công chính và tin kính trong đời này. Đang khi chờ đợi niềm hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại, cũng là cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng đã hy sinh vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi gian ác và tinh luyện chúng ta thành một dân thuộc riêng về Ngài, là dân sốt sắng làm các việc lành. Câu gốc hôm nay được chép trong sách Tít chương 2 câu 11. Vì ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho mọi người đã được bày tỏ. Vài năm trước, một bài hát nổi tiếng đã lọt vào bảng xếp hạng. Bài hát này do một đội hợp xướng Cơ Đốc trình bày. Họ đã hát đoạn điệp khúc Chúa Giêsu đi cùng tôi. Đằng sau lời bài hát này là một câu chuyện cảm động. Đội hợp xướng được thành lập bởi nhạc sĩ nhạc cha Curtis Lundy khi anh tham gia chương trình cai nghiện ma túy. Anh tập hợp những người cùng cai nghiện lại rồi nhờ nguồn cảm hứng từ một bài thánh ca cổ. Anh đã viết nên đoạn điệp khúc như một bài ca của hy vọng cho những người ở trong trung tâm cai nghiện. Chúng tôi đang hát về chính mình. Một thành viên trong đội hợp xướng nói về bài hát. Chúng tôi cầu xin Chúa Giêsu cứu chúng tôi, giúp chúng tôi thoát khỏi ma túy. Một người khác nhận thấy rằng chứng đau mãn tính của cô ấy thuyên giảm khi cô ấy hát bài này. Đội hợp xướng đó không chỉ hát những lời ca bình thường, mà họ hát lên lời cầu nguyện khẩn thiết xin Chúa giải cứu. Phần đoạn Kinh Thánh hôm nay mô tả rất rõ trải nghiệm của họ. Trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã đến để ban sự cứu rỗi cho mọi người. Sự sống đời đời là một phần của món quà này. Nhưng Đức Chúa Trời cũng đang hành động trên chúng ta, ban năng lực để chúng ta biết tiết độ, nói không với những đam mê trần gian và cứu chuộc chúng ta để được sống với Ngài. Như các thành viên của đội hợp xướng đã nhận ra, Chúa Giêsu không chỉ tha thứ tội lỗi của chúng ta, mà Ngài còn giải phóng chúng ta khỏi lối sống hư hoại. Chúa Giêsu đi cùng tôi, cùng bạn và bất cứ ai kêu cầu Ngài giúp đỡ. Ngài ở bên chúng ta, mang đến hy vọng cho tương lai và sự cứu rỗi cho hiện tại. Bạn cần Chúa Giêsu thay đổi điều gì hôm nay? Bạn khao khát Ngài làm điều đó đến mức nào? Giờ này, chúng ta cùng hiệp ý để thưa với Chúa lời cầu nguyện sau. Chúa Giêsu ơi, con cần Ngài, xin tha thứ tội lỗi con, giải phóng con khỏi những thói quen hư hoại và thay đổi con từ trong ra ngoài. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị và các bạn mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé! Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý vị thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai!